Em Lâm lại chào các bác nhá. Em Lâm về nay mới về đủ hết mít để quay cho các bác. Đấy, nhiều bác thì xem video thấy điều hòa mít thì bỏ sau quay bán đi. Thì thực ra bác là nó chưa về hết thì không thể quay được, nó phải trùng đầu trùng đít thì mới quay chứ. Đấy, thì mấy hôm nay thì nhà em cũng thật với các bác là bận quá. Ngày nào ông bán vào trong Lam khoảng tầm 10 đến 15 con máy. Cho nên là sức người có hạn và nhân công cũng có hạn luôn, còn phải tập trung đóng hàng gửi đi cho các bác. Thì mua xong phải gửi đi ngay chứ đang nắng nôi như này. Thì nay mới có thời gian để quay cho các bác. Ở khu vực phía Bắc thì bọn em vẫn cứ đang bán bình thường, cũng không có ảnh hưởng gì cả. Tại giờ thì mưa thôi nhưng mà cái sức mua thì nó vẫn cứ nóng hôi hổi, bởi vì những cái dòng máy em về đây thì thực ra bây giờ nó còn rẻ hơn hàng lô. Hàng lô các bác đi mua cũng không thể được được nhà, đẹp như nhà em được. Và đây là máy là đều là máy mới 100%, hàng chưa qua sử dụng. Đấy, thì đều mới 100%, hàng mất vỏ, em không mang vỏ về được thôi. Đấy, bác nào mua thì alo em hai số điện thoại này nhé. 0975 360433, dưới là 0377 99 6066. Đấy, thì hai số này em đều dùng Zalo. Đấy, thì máy này thì xin phép em chưa được báo giá, bởi vì là cái thời điểm này cũng chưa phải thời điểm căng của nắng. Cái căng của nắng thì nó phải tầm 20 hôm nữa cơ. Đấy, cho nên là em cứ quay qua má này. Bác nào mà chịu chơi chịu chi thì alo cho em. Đấy, bởi vì là những cái dòng này nó rất là hiếm và đặc biệt nó rất là nhạy cảm. Nhiều bác mua con này thì mua ở nhà em hỏi một giá, ở đây như có 90 này. Đấy, có một bác khách bác đi hỏi nhà em báo giá là 44 triệu 500. Đấy thì bác đi ở trong Lam, bác đi hỏi Hà Nội thì Hà Nội nó cũng gửi ảnh, nó gửi ảnh một con như thế này vào đầu 90, và khi nhận lại thì bác anh mua là 25 triệu. Đấy thì khi mà bác vào trong đấy bác nhận lại thì là một con máy Fujitsu đời 2006, nó sơn xin đất nhẹm lại, thế là đầu 71, thế là đút đi, thế là vất đi 25 triệu mua con máy 3 triệu về nhà. Và bác ấy giật mình dậy bị lừa. Có điện thoại cho em thì em bảo hôm trước cũng một bác ấy mua một con máy đầu đầu 56 ở nhà em thì chào bác 265, bác không mua. Bác ấy đi mua 22 triệu thì về nhà bác nhận được là một con mặt lạnh là máy điện 100 đời 2015 và một con cùng nóng là đời 2020. Thế là bác đáp đi 22 triệu. Cho nên là các bác đi mua máy thì giá nó có giá chung, còn khẳng định ở trên cái giải đất hình chữ S này. Nếu các bác không mua được ở nhà em đố các bác đi mua được ở đâu? Bởi vì em là thằng mua tận gốc bán tận ngọn, máy em về như thế này thì các bác biết là em không mua lại của ai, không bán thuê cho ai. Mà các bác không mua được nhà em thì các bác mua được ở đâu? Còn tiền thì ở trong túi các bác, em đang bỏ rất là nhiều rồi, nó không phải ở túi em. Các bác khôn thì các bác sống, các bác mua được máy đẹp, các bác dại thì bác mất tiền. Đấy, và nhiều bác mua nhà em xong cứ hỏi nhiều quá em chặn số lại. Nhiều bác cũng có bình luận ở trên kênh YouTube em bảo là sao buôn hàng kêu thế, bởi vì là em nói các bác đã không tin em rồi thì tội gì em phải nói nữa, thà là em chặn các bác lại để các bác đi mua bị lừa, các bác bị mất 20-30 triệu thì các bác mới khôn ra được. Thì lần sau các bác mua hàng nhà em thì các bác không mặc cả nữa, thì phải làm như vậy thì các bác mới biết được giá trị của đồng tiền này nha. Nhưng bác có những bác 40-50 tuổi đầu, có bác 60-70 tuổi đầu, đi hết nửa già cuộc đời người rồi hát bị một thằng trẻ ranh nó lừa, các bác có phải khó không? Đấy, làm gì có đâu mà thương rẻ là mấy chục triệu. Ví thử các bác mua con đầu 90 như thế này mà giá là 25 triệu, hoặc là các bác mua 30 triệu, cho hẳn các bác mua 35 triệu. Nếu các bác mua được 35 triệu cứ alo lại cho em Lâm bất cứ ở chỗ nào khu phía Bắc này, em mới cho anh em đến tận nơi check máy, và nếu như chuẩn chỉ thì cái số tiền dư đấy em sẽ cho các bác. Ví thử như con này hiện tại em bây giờ em đang nhập vào giá là 40 triệu 500. Đấy, 40 triệu 500. Đấy, bác nào mà mua rẻ hơn giá 40 triệu 500 thì bán lại cho em mua lại cho các bác. Đấy, các bác phải hiểu là như vậy. Cho nên là không tự dưng mà nó rẻ giật mình đâu, đi mua phải cẩn thận vào. Đấy, em quay từng má một nhé, các bác nào kết cái má nào điện lại cho em. Đây là một con đầu 90 này, đát 2022 này, toàn bộ máy nhà em là máy mới tinh 100%, hàng chưa qua sử dụng. Đây, giấy tờ sổ sách này, nguyên này. Đấy, máy là máy mới 100% nhé. Đấy, đầu bịt là chưa ra. Đấy, máy là máy mới 100% nhé. Đây, đây đây đây, đầu bịt đây, đầu bịt đây, đầu bịt đây. Đấy, đầu bịt đây. Tất cả máy là máy mới 100% nhé. Đấy, đầu bịt nhôm mà chưa ra. Đấy, đấy. Hàng này của em là hàng bảy mẫu ở siêu thị. Đây là có những con nó sẽ còn hộp và có những con nó sẽ mất hộp, nhưng mà 100% em phải vứt hộp đi và không mang hộp về được. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, toàn bộ đều là hàng cửa tiệm có mã thuế hết nhé. Đấy, và đều được kiểm định an toàn hết. Đấy, con 90 rồi này, em quay tiếp con nữa này. Các bác kết con nào thì bác điện lại cho em nhé. MSZS25020, cảm biến này, model đời cao cấp nhất này, đát 2020 này. Model này là model cao cấp nhất của mặt gương này, hai na đảo này, cảm biến thân nhiệt này. Cái này khi mà nó chạy nó sẽ thò ra này. Đấy, rất là đẹp luôn, chạy hàng VIP đấy, phủ công nghệ Nalo đấy, đều là máy mới 100% hết. Đấy, bác nào cần các cái công suất nào thì bảo em cứ quay qua máy nhé.
còn giá tiền thì em chưa báo đâu, bởi vì đợi nó nắng lên rồi thì tính sau. Đấy, MSZZW 28020-20-2020. Đấy, hàng tên nữa, siêu VIP. Đấy, model 2020. Tiếp tục em màn hình nữa này. Em màn hình này, MSZZY3621-2021 này, màn hình này. Đấy, Mitsu Dash 2021 màn hình này. Đấy, mặt phay xước này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đều là máy mới 100%, chưa tháo bịt nhôm. Chưa có ra bịt nhôm nhé. Đấy, tiếp em nữa. Các bác nào cần công suất nào thì cứ điện cho em tư vấn cho. Đấy, con này em bán rồi, khách mua rồi, khách bảo hết rồi. MSZZW 280-2020. Đây, cục nóng này. Lại vẫn là tên lửa này. Đó, quay vào tên lửa đầu bịt. Đấy, toàn bộ là máy mới 100% nữa thôi, em không cần quay đầu bịt nữa nhé. Em chỉ quay qua máy thôi nhé. Lại mà em nữa này, ZY28020-2020 cũng lại màn hình này, 4 la đảo này. Con này thì khách bao rồi. Đấy, tiếp tục một em nữa này. Em này là em gì đây? À, con 71 này. Con 71 chưa bán này. MSZZW 7116S. Đấy, đầu 71 to đùng luôn. Đấy, lắp vào phòng công suất lớn. Đấy, các bác nào cần những cái model nào, cần công suất nào, cần tư vấn như nào thì cứ alo cho em. Đấy, em cứ quay má cho các bác. Đấy, các bác check qua mặt. Đây là em Mitsu 2 quạt MSZZ FZ7117-2017, Mitsu 2 quạt, mới 100%, đầu bịt còn nguyên. Em đang quay vào bịt quá. Đấy, đời 27 số xuống nó sẽ là bịt đồng. Quay vào các bác nhìn bịt đồng. Vàng trẻ nhá, máy mới 100% ấy nhá. Đấy, tiếp em nữa, em đầu 56 đây sau này. Em này đầu là MSZ5619-2019. Đấy, tên nữa. Đấy, đầu bịt đây, camera quay vào đầu bịt quá này nhìn luôn. Quay đâu? Đấy, bịt có nguyên nhá. Đấy, rất là nhiều đi luôn, xông xa hàng ngoài thì đi. Đấy, em quay qua má, các bác cần cái má nào thì cứ bổ mấy em nhá. Đấy, tiếp tục một em nữa. Em này là MSZZW5622-2022. Đấy, đắt 2022. Đấy, tiếp tục. Đấy, tiếp tục một em nữa, MSZZW9022S. Các bác nhìn nhá, con 90 nó sẽ to đùng nhá, nó sẽ khác hẳn với con 71 hoặc con 56 nhá. Đấy, đi xa là nhìn cùng nóng, các bác nhìn này, đầu 90 nó sẽ to hơn nhá, các bác lưu ý của em nhá. Đấy, đấy, các bác lưu ý của em ấy nhá. Đấy, đầu 90 em còn hai con này. Đấy, MSZZW 3620-2020 này. Đấy, con này đồ máy 14.000 này. Đấy, tiếp tục này, tên nữa tiếp này, MSZZW 3620 này, 3620 này, đắt 2020 này. Đấy, tên nữa tiếp này, cực đẹp luôn. Đấy, màn hình đầu 56 em còn hai chiếc là mới full hộp này, toàn bộ là máy mới full hộp hết. Đấy, còn cái dòng chạy nóng lạnh hai chiều rất là nhiều luôn. Đấy, các bác nào cần những cái model nào thì alo em hai số điện thoại này nhá. Từ đầu 22 từ đầu 28 22 rồi thì đến 71 90 em đều có nhá. Bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại này. Em chào các bác nhá.